Hello, hi hi, xin chào các bạn. Chào. Sau khi đã lắp xong phần màn hình, kỹ thuật viên sẽ tiến hành lắp lại những cái phần linh kiện như pin, cáp bảo vệ cũng như cáp kết nối. Lắp lại toàn bộ con ốc trên máy. Cuối cùng là đi keo lại toàn bộ phần khung viền sau để giúp cho việc bám vào phần mặt lưng này đơn giản và cũng như đẹp hơn. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành khởi động lại máy và cũng như kiểm tra xem phần cảm ứng trên cái phần màn hình này liệu nó có hoạt động tốt hay không. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của FASTCARE. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.